quá trình thu hồi và quản lý đất tại Đồng Tâm. Để phục vụ cho mục đích quốc phòng, năm 1980, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, đã ký quyết định số 113, đồng ý thu hồi đất thuộc địa bàn huyện Mỹ Đức và huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Sơn Bình để mở rộng sân bay Miếu Môn. Theo quyết định này, việc mở rộng sân bay Miếu Môn được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, thu hồi 208 hectare. Giai đoạn 2, sẽ mở rộng sân bay thành diện tích 360 hectare. Căn cứ quyết định này, năm 1981, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình đã ký quyết định số 386 bàn giao 208 hectare đất giai đoạn 1 cho Bộ Quốc phòng thuộc 8 đơn vị quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình bàn giao, nông trường chè Lương Mỹ đã bàn giao tổng thể 130,74 hectare, gồm 98,84 hectare đất đợt 1 và 31,9 hectare đất bị ảnh hưởng thuộc quy hoạch giai đoạn 2. Như vậy, đến năm 1982, tổng diện tích các đơn vị đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng là 239,9 hectare. Điều này là phù hợp với quyết định số 5383 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao quyền sử dụng 234,7 hectare đất sân bay Miếu Môn cho Bộ Quốc phòng, sau khi trừ đường giao thông 2,5 hectare và 0,7 hectare sai số đo đạc. Việc một số người cho rằng phần diện tích đất là 28,7 hectare chênh lệch giữa quyết định số 386 năm 1981 và quyết định 5383 năm 2014 là do cán bộ chính quyền xã bán đất cho Bộ Quốc phòng thu lợi bất chính là không chính xác. Về diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa bàn xã Đồng Tâm, theo các biên bản bàn giao đất, đến năm 1982, có 3 đơn vị đã bàn giao đất cho Bộ Quốc phòng là Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm 47,36 hectare, Nông trường chè Lương Mỹ 14,3 hectare và Xí nghiệp Vôi đá Miếu Môn 3 hectare, tổng diện tích là 64,66 hectare. Phần diện tích đất 47,36 hectare của Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm bị thu hồi đã được Bộ Tư lệnh Công binh đền bù đầy đủ. Việc này có sự xác nhận đại diện xã Đồng Tâm là ông Nguyễn Viết Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Bùi Viết Hiểu, chủ nhiệm hợp tác xã. Đến năm 1992, Bộ Tư lệnh Công binh tiến hành đo đạc và vẽ bản đồ diện tích đất sân bay Miếu Môn, có sự xác nhận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Đồng Tâm, Trần Phú, Hữu Văn, xác nhận diện tích sân bay Miếu Môn do Bộ Quốc phòng quản lý, không xảy ra tranh chấp. Như vậy, từ năm 1982 đến nay, diện tích 64,66 hectare đất sân bay Miếu Môn thuộc địa bàn xã Đồng Tâm là đất quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý. Từ tháng 2 năm 2017, việc một số người dân xã Đồng Tâm tự ý vào canh tác tại Đồng Xanh, xã Đồng Tâm là vi phạm đất quốc phòng. Việc ông Lê Đình Ba, ông Bùi Viết Hiểu đưa ra bản đồ chứng minh tại xã 59 hectare đất Đồng Xanh, Đồng Tâm chưa được thu hồi để bao biện cho hành vi vi phạm này là không chính xác. Bản đồ mà hai ông này đưa ra có một số điểm bất hợp lý như sau. Thứ nhất, đối chiếu với tấm bản đồ phác thảo kèm theo hồ sơ đền bù đất sân bay Miếu Môn thuộc địa bàn xã Đồng Tâm có chữ ký của ông Bùi Viết Hiểu năm 1982 thì phần diện tích 47,36 hectare đất hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm mà hai ông cho rằng đã thu hồi trùng với phần diện tích của đất nông trường chè Lương Mỹ không phải là đất của hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm. Thứ hai, theo tờ bản đồ này thì tổng diện tích đất sân bay Miếu Môn trên địa bàn xã Đồng Tâm là 106,36 hectare, mâu thuẫn với diện tích 64,66 hectare mà Bộ Tư lệnh Công binh đã thu hồi từ năm 1982. Như vậy, dù với lý do gì thì việc một số người dân đang canh tác trên phần diện tích đất Bộ Quốc phòng quản lý là vi phạm pháp luật. Năm 2012, sau khi xã Đồng Tâm thực hiện chủ trương dồn điền đổi thừa, lợi dụng tâm lý nghi ngờ của người dân liên quan tới hoạt động lợi dụng chức quyền của cán bộ địa phương trong việc quản lý sử dụng đất, ông Lê Đình Kình và ông Bùi Viết Hiểu đã tập hợp một số cán bộ bị kỷ luật và thành viên trong họ thành lập nhóm Đồng Thuận. Từ khi ra đời, dưới sự cầm đầu của ông Kình, nhóm này đã tập hợp người dân trong xã tham gia khiếu kiện kéo dài, liên tục gửi đơn tới các cấp chính quyền về vấn đề đất đai xảy ra tại xã Đồng Tâm. Mặc dù các cơ quan chức năng
đã tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo theo đúng quy định và xử lý nghiêm số cán bộ vi phạm, song do chưa thỏa mãn đối với ý đồ của mình. Nhóm Đồng Thuận tiếp tục kích động người dân lợi dụng khiếu kiện để gây rối và lấy đất Đồng Xanh làm nội dung cho hoạt động khiếu kiện của mình sau này. Để hô hào, kích động người dân trong xã, nhóm Đồng Thuận đã vô hiệu hóa đài phát thanh của xã Đồng Tâm, xây dựng và vận hành hệ thống truyền thanh riêng tại thôn Hoành, tiến hành phát tờ rơi, tuyên truyền bằng miệng theo những chứng cứ mà họ tạo ra để thuyết phục người dân Đồng Tâm rằng đất Đồng Xanh là đất của người dân Đồng Tâm. Cũng như bà con nhân dân xã Đồng Tâm, một số cán bộ tham nhũng ở huyện Mỹ Đức vở hết chiêu này đến chiêu khác với mục đích chiếm bằng được đất Đồng Xanh của chúng ta. Họ tuyên truyền rằng cán bộ chính quyền xã bán đất để mua nhà tại thủ đô, cùng với đó là đưa ra lời hứa hẹn nếu khiếu kiện thành công sẽ được trả 6 triệu đồng trên 1 mét vuông. Nhóm Đồng Thuận đã tuyên bố với người dân, quốc phòng mới thu hồi 47,36 hectare đất nông nghiệp xã Đồng Tâm, còn lại là 59 hectare đất Đồng Xanh là đất nông nghiệp của dân, nếu bán cho Viettel ta sẽ có được 59 hectare nhân với 6 triệu trên 1 mét vuông bằng 3.540 tỷ đồng. Một con số mà học sinh không giỏi toán cũng không đọc được. Nếu đòi được thì sẽ chia cho mỗi hộ đi đòi đất là 3 tỷ, còn 540 tỷ sẽ để trả công cho luật sư, trả cả gốc lẫn lãi cao cho những ai ủng hộ với những người cho vay tiền để đi kiện. Một cái bánh vẽ mà các đối tượng trong nhóm Đồng Thuận đưa ra cho người dân thật là hấp dẫn. Từ đó, người dân Đồng Tâm bỏ công việc sản xuất, bỏ chợ, bỏ xưởng, thậm chí có những gia đình bắt con em mình nghỉ học, để gọi là chống tham nhũng với hy vọng được chia nhau số tiền sau khi được đền bù. Lợi dụng khiếu kiện, nhóm Đồng Thuận yêu cầu người trong xã đóng góp tiền phục vụ các hoạt động của nhóm. Theo nhiều nguồn tin hiện nay, nhóm Đồng Thuận này đã huy động được khoản tiền từ 6 đến 7 tỷ đồng, mà theo như những người này là được sử dụng vào hoạt động chống tham nhũng. Nhưng sự thật được sử dụng thế nào thì chỉ có những người trong nhóm Đồng Thuận mới biết. Chỉ biết rằng, một số thành viên chủ chốt trong nhóm Đồng Thuận đã giàu lên một cách nhanh chóng sau khi phát động phong trào khiếu kiện. Điểm mặt những đối tượng cốt cán trong nhóm Đồng Thuận có thể thấy. Ông Lê Đình Kình, sinh năm 1936, là người đứng ra thành lập và chỉ đạo nhóm Đồng Thuận. Ông Kình đã có thời gian dài tham gia chính quyền và giữ nhiều cương vị lãnh đạo trong xã Đồng Tâm như trưởng công an xã, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, bí thư đảng ủy xã. Trong giai đoạn 1983-1985, lợi dụng chức vụ bí thư đảng ủy xã, ông Kình đã tham ô, làm thất thoát 3 tấm thóc dùng để cứu trợ thiên tai của xã, đồng thời chỉ đạo các cán bộ trong xã lấy gạo trợ cấp của nhà nước cho đối tượng chính sách để chia nhau sử dụng. Đồng thời, ông là người trực tiếp ký quyết định cho một trong số 14 hộ dân sinh sống trên đất thuộc dự án quốc phòng, vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai. Các vụ việc trên đã làm mất uy tín của bản thân ông và chính quyền, gây dư luận xấu trong nhân dân, khiến ông Lê Đình Kình không trúng cử Hội đồng Nhân dân xã Đồng Tâm nhiệm kỳ tiếp theo. Với tư tưởng bất mãn từ khi thôi giữ các chức vụ tại xã Đồng Tâm, sau khi về hưu, ông Lê Đình Kình và ông Bùi Viết Hiểu tập hợp thành viên thành lập cái gọi là nhóm Đồng Thuận và đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của nhóm. Ông Bùi Viết Hiểu là nhân vật thứ hai sau ông Lê Đình Kình trong nhóm Đồng Thuận. Mặc dù luôn hô hào chống đối các hành vi sai phạm của các quan chức xã Đồng Tâm, nhưng khi còn đương chức, chính ông Bùi Viết Hiểu lại là người liên tục mắc nhiều khuyết điểm sai phạm và bị kỷ luật như lợi dụng vị trí của mình, vay tiền ngân hàng nhưng để quá hạn mà không trả, tham gia chơi hụi rồi chiếm dụng vốn của nhà nước. Trong thời gian là chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm, ông Bùi Viết Hiểu đã thu lệ phí đất của người dân nhưng không vào sổ sách mà dùng để chi tiêu cá nhân, vi phạm nguyên tắc tài chính của nhà nước. Trong quá trình làm phó chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp phụ trách ngành nghề, ông đã bỏ công việc của mình tại cơ quan để đi buôn bán và làm hư hỏng 1 tấn hạt giống của hợp tác xã. Trước những sai phạm trên, ngày 10 tháng 10 năm 1990, huyện ủy Mỹ Đức có nghị quyết số 85 NQHU của Ban Thường vụ huyện ủy về việc kỷ luật đối với ông Bùi Viết Hiểu bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Trong vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm, với vai trò cầm đầu nhóm Đồng Thuận, ông Bùi Viết Hiểu liên tục lừa dối người dân xã Đồng Tâm bằng cách đưa ra bản đồ tự vẽ chứng minh 59 hectare đất Đồng Xanh là đất chưa được thu hồi và khẳng định đó là diện tích đất nông nghiệp của người dân. Tuy nhiên,
Điều này là mâu thuẫn với chính biên bản có chữ ký của ông khi còn làm chủ nhiệm hợp tác xã Đồng Tâm, xác định Bộ Tư lệnh Công binh đã đền bù đầy đủ diện tích đất Đồng Tâm được thu hồi phục vụ dự án sân bay Miếu Môn. Rõ ràng, ông Hiểu là người biết rõ nhất đất tại cánh đồng xanh là đất quốc phòng. Tuy nhiên, ông đã cố tình che giấu sự thật, lừa dối người dân Đồng Tâm để trục lợi. Bản chất lừa đảo, cháo trở của ông Bùi Viết Hiểu còn thể hiện ở việc khi vụ Đồng Tâm đang nóng lên. Chính ông Hiểu trả lời phỏng vấn truyền hình và viết tâm thư gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thừa nhận khuyết điểm, vi phạm pháp luật do không hiểu biết và xin sự khoan hồng của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau đó ông ta lại quay ngoắt thái độ, khẳng định những hành động của mình là không sai và phủ nhận việc nhận khuyết điểm trước kia. Rõ ràng, ông Hiểu không chỉ đơn giản là người đấu tranh để đòi lại ruộng đất cho người dân, mà ẩn sau đó là bộ mặt của một người sẵn sàng cháo trở, lừa đảo vì lợi ích của bản thân. Lê Đình Công là con trai của Lê Đình Kình. Lê Đình Công sinh năm 1964, hiện nay là trưởng thôn Hoành, theo dư luận tại xã Đồng Tâm. Lê Đình Công từng có thời gian dùng hung khí đánh người đi cấp cứu tại địa phương khi phát hiện vợ ngoại tình. Ông có hai người con trai nghiện ngập, thường xuyên vào tù ra tội là Lê Đình Doanh, sinh năm 1988, bị khởi tố và có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lê Đình Uy, sinh năm 1993, có một tiền án về tội đánh bạc. Liên quan đến vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian vừa qua, tại Đồng Tâm, Lê Đình Công là người chủ chốt quan trọng chỉ huy, điều phối người dân, từ tổ chức chiếm đài phát thanh đến chặn đường vào làng, ngăn cản các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Lê Đình Ba, sinh năm 1959, là cháu họ của ông Lê Đình Kình. Với sự trợ giúp của ông Lê Đình Kình, thì Lê Đình Ba được làm phó trưởng thôn Hoành. Trong vụ việc Đồng Tâm, Lê Đình Ba là người tham gia chiếm đất quốc phòng trái phép và chỉ đạo người dân nhổ bảng đất quốc phòng ở Đồng Xanh. Đồng thời, ông Lê Đình Ba đã kích động người dân bao vây, không cho xe của lực lượng làm nhiệm vụ ra khỏi Đồng Tâm, đập phá 5 xe, gồm 1 xe chở quân, 3 xe Innova, 1 xe cứu thương, giữ trái phép 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội tại nhà văn hóa thôn Hoành của xã Đồng Tâm. Khi lực lượng chức năng tổ chức phương án giải cứu cán bộ bị bắt giữ, đối tượng này có hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự. Bùi Văn Nhạc sinh năm 1942, tuy là một đảng viên, nhưng tháng 8 năm 1990, Bùi Văn Nhạc đã tham gia phường hội, vi phạm quy định của nhà nước, bị xử lý kỷ luật. Theo dư luận của người dân tại xã Đồng Tâm, ông Bùi Văn Nhạc còn có hành vi làm giả hồ sơ cho con trai hưởng chế độ chất độc màu da cam để nhận trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Cũng trong thời gian này, ông Bùi Văn Nhạc đã lợi dụng chức vụ lấn chiếm trái phép 100 mét vuông đất cho gia đình mình sử dụng. Ngoài các thành viên chủ chốt, nhóm Đồng Thuận còn có sự tham gia của các thành viên tích cực khác như Bùi Thị Nối, Lê Thị Loan, Nguyễn Văn Thiệu, Lê Thị Hoan, Mai Thị Phần, Đoàn Thị Dung, Nguyễn Hạ Thuân, vân vân. Rõ ràng, bản chất của cái gọi là nhóm Đồng Thuận là tập hợp những đối tượng có lòng tham với nhiều vết dơ của bản thân, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân xã Đồng Tâm để vụ lợi cho cá nhân, kích động người dân, gây nên tình hình phức tạp trên địa bàn xã Đồng Tâm. Người dân Đồng Tâm cần nhận thức rõ và đấu tranh với những hành động lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi của nhóm Đồng Thuận. Từ cuối năm 2016 đến nay, tình hình nội bộ nhân dân tại xã Đồng Tâm diễn biến phức tạp, liên quan chủ yếu đến việc số công dân khiếu kiện và tổ chức các hoạt động đòi đất quốc phòng. Mặc dù các nội dung khiếu kiện tố cáo của số công dân xã Đồng Tâm liên quan đến diện tích đất quốc phòng tại khu vực Đồng Xanh đã được cơ quan chức năng của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng giải quyết và khẳng định diện tích đất đai tại khu vực Đồng Xanh là đất quốc phòng. Tuy nhiên, số công dân khiếu kiện vẫn không đồng tình và tổ chức nhiều hoạt động gây phức tạp tại địa phương, nhất là khi Viettel nhận bàn giao diện tích đất trên để thi công dự án quốc phòng. Đáng chú ý, từ giữa tháng 2 năm 2017 đến nay, khi Viettel tổ chức triển khai việc thi công dự án 1, thì số công dân khiếu kiện tại địa bàn tổ chức nhiều hoạt động gây mất an ninh trật tự tại địa bàn và khu vực đất quốc phòng trên, với tính chất phức tạp ngày càng tăng, cụ thể như ngày 12 tháng 2 năm 2017, ông Kình là thành viên tổ Đồng Thuận đã tổ chức người dân ngăn cản các đơn vị quốc phòng cắm biển, trăng dây xác định các mốc giới diện tích đất quốc phòng, tự ý thu giữ số dây phản quan và nhổ biển báo khu vực quân sự tại khu vực này. Sau đó, số đối tượng này tiếp tục đưa máy móc thiết bị, vật tư nông nghiệp vào khu vực đang thi công để canh tác, dựng lều, nhà bếp trái phép, đổ đá mạt làm đường,
căng 3 băng rôn tại các điểm ranh giới đất Đồng Xanh với nội dung đất từ đây trở xuống là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm. Đặc biệt, trong các ngày 1 tháng 3 và ngày 7 tháng 3 năm 2017, số công dân khiếu kiện tại địa bàn đã tổ chức tập trung đông người tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm khi các đoàn công tác của huyện đến thực hiện nhiệm vụ. Có nhiều hành vi như gây mất trật tự tại phòng họp nơi đoàn công tác đang làm việc, sử dụng hệ thống loa phóng thanh tự chế để lăng mạ, xúc phạm các thành viên tổ công tác trong khu vực Ủy ban Nhân dân xã và trước cửa phòng họp của tổ công tác huyện ủy Mỹ Đức. Ngoài ra, các đối tượng còn bao vây, đóng cổng Ủy ban Nhân dân xã, không cho các phương tiện của đoàn công tác của huyện rời khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Khi lực lượng công an huyện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, thì các đối tượng ngăn cản, tung tin bịa đặt, xe công an đâm chết người, gây kích động quần chúng. Trước các hành vi gây rối và lấn chiếm trái phép đất quốc phòng trên địa bàn xã Đồng Tâm, ngày 30 tháng 3 năm 2017, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng theo điều 245, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ theo điều 257 và vụ án vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo điều 173 Bộ luật Hình sự năm 1999. Mặc dù Công an thành phố Hà Nội đã 3 lần triệu tập các công dân có liên quan lên làm việc nhưng họ cố tình không chấp hành, tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động chống đối, vu cáo, xuyên tạc vụ việc, thách thức cơ quan chức năng. Ngày 15 tháng 4, Công an thành phố đã tiến hành bắt 4 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm theo điều 245 Bộ luật Hình sự năm 1999. Ngay sau khi Công an thành phố triển khai bắt giữ các đối tượng trên, số đối tượng còn lại tại xã Đồng Tâm đã kích động, tập trung đông người bao vây, không cho 6 xe ô tô của lực lượng làm nhiệm vụ ra khỏi địa bàn xã Đồng Tâm, giữ đập phá 5 xe ô tô của lực lượng chức năng, gồm 1 xe chở quân, 3 xe con, 1 xe cứu thương, bắt giữ trái phép 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội tại nhà văn hóa thôn Hoành. Ngay sau đó, các đối tượng cầm đầu đã kích động người dân trên địa bàn tiến hành phong tỏa các lối vào thôn. Họ lập các chốt chặn bằng gạch, đá, cây gỗ lớn, dây thép gai, thậm chí cả tủ lạnh, bàn ghế, phân công nhiều người, chủ yếu là nam thanh niên, canh gác ở các chốt và đường làng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của người lạ. Trước tình hình trên, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp tuyên truyền, vận động với số cầm đầu quá khích, giải thích rõ việc bắt giữ người là hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu họ thả cán bộ, chiến sĩ bị bắt giữ trái pháp luật. Thành phố Hà Nội đã tổ chức 2 tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn, tuyên truyền vận động quần chúng. Tuy nhiên, các đối tượng không hợp tác, ném cát sỏi, đá vào tổ công tác làm một cán bộ chiến sĩ công an thành phố bị thương. Ngày 18 tháng 4, 4 người bị bắt hôm ngày 15 tháng 4 được cơ quan chức năng trả tự do. Cùng thời điểm này, người dân địa phương cũng đã thả 15 người trong số những cán bộ chiến sĩ bị giam giữ. Ngoài ra, 3 cán bộ cũng đã tự giải thoát. Ngày 21 tháng 4, người dân Đồng Tâm tiếp tục thả ông Đặng Văn Cảnh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức. Chiều ngày 20 tháng 4, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung cùng các ban ngành thành phố với Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã chủ động tổ chức buổi đối thoại với người dân ngay tại huyện ủy Mỹ Đức, cách thôn Hoành xã Đồng Tâm khoảng 20 km. Nhưng số đối tượng trên không đến dự. Số đối tượng trên muốn đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Nguyễn Đức Trung tại thôn Hoành. Ngày 22 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung đã về xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội để ghi nhận, tiếp thu 8 nội dung được người dân kiến nghị bằng văn bản gửi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và lắng nghe 9 ý kiến phát biểu của bà con với tổng hợp 21 vấn đề. Đến 14:30 chiều cùng ngày, sau khi biên bản làm việc được thông báo, toàn bộ 19 cán bộ, chiến sĩ bị giữ trái pháp luật đã ra khỏi cổng nhà văn hóa thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Từ ngày 22 tháng 4 đến nay, mặc dù trong giai đoạn thanh tra những vấn đề liên quan đến Đồng Tâm, nhưng ông Kình và thành viên tổ đồng thuận tiến hành các hoạt động kích động người dân, tung tin sai sự thật và thậm chí còn cấu kết với các đối tượng xấu để lập lời, đánh đồng các vụ việc diễn ra ở Đồng Tâm từ trước đến nay là một vấn đề duy nhất khiến dư luận hiểu sai vấn đề như ông Bùi Viết Hiểu hai lần đọc văn bản chứa những lời kích động, xuyên tạc vụ việc, vu cáo chính quyền. Ông Lê Đình Kình có các hoạt động tiếp sức và nhân tiền từ các đối tượng dân chủ, đặc biệt là số đối tượng khủng bố của tổ chức Việt Tân như Hoàng Thị Hồng Thái. Từ việc ông Lê Đình Kình trả lời phỏng vấn các đối tượng phản động theo hướng sai lệch vấn đề, gây hiểu nhầm trong dư luận. Cùng với đó, các đối tượng chống đối, các luật sư lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, tuyên truyền gây phức tạp trong cộng đồng. Việc làm của một số công dân xã Đồng Tâm lợi dụng hoạt động khiếu kiện
liên tục lôi kéo kích động người dân có các hành vi vi phạm pháp luật với mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng, xâm chiếm đất quốc phòng, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn, cản trở các hoạt động bình thường, sinh hoạt của quần chúng nhân dân, chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh, không để ảnh hưởng đến tư tưởng trong cán bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung, gây xáo trộn, hoang mang tư tưởng, chia rẽ nội bộ nhân dân. Với tính chất vụ việc diễn ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, dư luận đã có sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, ở các góc độ khác nhau, họ cũng có những cách nhìn khác nhau cụ thể. Về phía người dân Đồng Tâm, khi diễn ra vụ tranh chấp, họ mong muốn Chủ tịch Nguyễn Đức Chung xuống gặp mặt đối thoại để sớm giải quyết vấn đề. Và sau khi được đối thoại với Chủ tịch, cuộc sống ở Đồng Tâm đã trở lại bình thường. Họ còn mong chính quyền sớm thanh tra, làm rõ những sai phạm đã diễn ra để có câu trả lời thích đáng nhất. Và hơn hết, họ cũng mong chính quyền không truy cứu trách nhiệm với những việc làm quá khích của một bộ phận người dân. Ông Lê Đình Ba, Phó Tôn Hoành cũng khẳng định rằng ông hoàn toàn đặt niềm tin vào những cam kết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chưa khi nào người dân Đồng Tâm mong đợi kết luận thanh tra thành phố như lúc này, vì họ biết rằng kết luận này sẽ làm rõ được những khúc mắc bao năm nay tồn tại ở Đồng Tâm. Đồng thời, người dân Đồng Tâm phủ nhận mọi sự liên quan đến số đối tượng phản động lợi dụng vụ việc ở địa phương để tung tin sai sự thật. Cụ Kình, người có uy tín nhất ở làng, đã trả lời báo Dân Việt.vn rằng nếu là đất quốc phòng, các anh đưa quyết định thu hồi đất ra, người dân chúng tôi sẽ bàn sao mà không ý kiến, can thiệp gì hết. Cũng chính ông Kình đã khẳng định đất đai là công thổ quốc gia nhưng nhà nước quản lý. Như vậy, từ lời nói và hành động của ông Kình đã mâu thuẫn với nhau, luôn miệng khẳng định sống và làm việc theo pháp luật nhưng hành động thì theo luật nhà. Về phía dư luận trong nước, vụ việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trên cả nước. Thông qua những tin tức từ các trang báo chính thống cũng như mạng xã hội, người dân đang phân vân về thực chất của việc tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm. Mặc dù ngày 18 tháng 4, ông Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói với báo chí rằng sẽ giải quyết chuyện Đồng Tâm theo đúng pháp luật và chính quyền sẽ không nhân nhượng. Tuy nhiên, dư luận trong nước vẫn rất chờ đợi những thông tin từ phía chính quyền, đặc biệt sau thời điểm Chủ tịch Chung ký vào bản cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ người dân Đồng Tâm, thì vụ việc lại càng thu hút sự chú ý của người dân. Và phải thừa nhận rằng, nhiều người quan tâm tới vụ việc nhưng không hiểu bản chất. Nguy hiểm hơn là trong trường hợp họ tiếp nhận những luồng thông tin chưa chính thống từ phía các trang mạng, do đó trên mạng xã hội đã có nhiều bài bình luận liên quan vụ việc diễn ra ở Đồng Tâm như sau. Về phía những người sử dụng cái mác đấu tranh vì dân chủ nhân quyền như Dũng Vô Va, Trịnh Bá Phương, Trần Vũ Hải, đây chính là dịp để họ đánh bóng tên tuổi, tung tin sai sự thật trong và ngoài nước, kích động người dân chống chính quyền như Trịnh Bá Phương khi không trực tiếp gặp gỡ người dân. Chính ý đã live stream trên Facebook của mình để thể hiện sự chống đối chính quyền một cách cực đoan. Khi sự việc nổi lên, để không bị mất phần miếng bánh ngon, ông Quang A cũng vội vàng đưa ra lời kêu gọi thể hiện bản chất ngang ngược rằng phải thay đổi hiến pháp, thay đổi luật đất đai, một vài quy định và thực sự Đảng Cộng sản Việt Nam phải thừa nhận sai lầm của mình và phải thay đổi. Trên các trang tin không chính thống hiện đang đặt user ở nước ngoài, có xu hướng chống Việt Nam từ trước tới nay như RFA tiếng Việt, Dân Làm Báo, BBC tiếng Việt. Dù không có ở hiện trường, lượm lặt tin trên mạng và các trang báo chính thống của Việt Nam, nhưng liên tục đưa tin về vụ việc và có những phản hồi tiêu cực về tình hình tại Đồng Tâm. Các bài viết trên các trang báo này đều xoay quanh việc đổ lỗi cho trách nhiệm của chính quyền và kích động người dân tiếp tục chống đối và không thỏa mãn với chính quyền. Như RFA có bài diễn biến vụ tranh chấp dẫn đến bạo động tại Đồng Tâm, vụ Đồng Tâm ví dụ của sự sa sút lòng tin nghiêm trọng. Blog Dân Làm Báo có bài xử lý Đồng Tâm phản ánh bản chất của chế độ, một cuộc đối đầu có thể trở thành cuộc chiến tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Việt Cộng lại nuốt lời hứa trong vụ Đồng Tâm. Như vậy, có thể khẳng định rằng dư luận trái chiều vẫn ra giả tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc nhằm kích động người dân chống phá chính quyền và trước mắt là lợi dụng vấn đề tranh chấp đất đai để tạo ra lực lượng đối kháng chính quyền, biến người dân thành công cụ thực hiện những ý đồ của chúng. Thông qua mâu thuẫn về đất đai nhằm che mắt dư luận thế giới, khiến sự can thiệp của các chính khách tổ chức ở nước ngoài với nội bộ Việt Nam
được chính danh hơn. Liệu những người dân ở đây có hiểu được sau khi vụ việc đã thỏa mãn số cá nhân trên thì hậu quả họ là người chịu hay những con người kia chịu? Có lẽ vụ việc xảy ra ở Bình Dương là câu trả lời rõ nét nhất. Kết luận thanh tra vụ Đồng Tâm là một nguồn thông tin tin cậy nhất ở thời điểm hiện tại. Nó đang được dư luận xã hội chờ đợi và người dân Đồng Tâm cũng không ngoại lệ. Đây là chìa khóa để sớm giải quyết những mâu thuẫn giữa người dân Đồng Tâm với chính quyền Hà Nội. Đồng thời, nó cũng giải quyết được những luồng tư tưởng trái chiều trong xã hội Việt Nam. Hơn hết, chờ đợi kết quả thanh tra công khai từ thanh tra Hà Nội là điều nên làm. Vụ bắt giữ người trái pháp luật là một vụ án độc lập. Đây là một vụ án có tính chất nguy hiểm cao độ. Cần xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng này để tránh tạo tiền lệ xấu sau này. Vấn đề Đồng Tâm cần phải hiểu theo cách khách quan, theo từng vụ việc chứ không nên lập lờ, khiến người dân có hiểu sai, không đúng về vấn đề. Và vấn đề Đồng Tâm bao gồm các vấn đề như sau: lấn chiếm đất đai, bắt cán bộ huyện lần thứ nhất, vụ khiếu kiện, đạp phá trụ sở làm việc của chính quyền, vụ bắt giữ người trái pháp luật diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 vừa qua. Các cơ quan chức năng cần có những biện pháp giải quyết hợp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, cần công tâm nhận diện rõ vấn đề để giải quyết, tránh theo hướng từ áp lực quần chúng. Đối với người dân Đồng Tâm, cần phải nhận thức rằng đại đa số công dân Đồng Tâm là tốt, có thái độ rõ ràng trước những tiêu cực của xã hội. Không phải ai cũng là người chống lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.